Tiếp tục loa karaoke bác ạ. Karaoke. Con này thì vừa nghe nhạc vừa karaoke, con EV của Mỹ bass 40. Đây, dòng này thì dòng gia đình này, bass 25. Còn con Godfather này là hàng của Anh Quốc. Bass 20, nhưng công suất khá là mạnh. Đôi này 4 triệu 8 ạ. Đôi này là B3 2 triệu 9. 4 tép, một bass 25. Con này là con Martin 3 triệu 3, 4 tép. Đấy. Còn bên trong cái nữa, Phi Vây với lại Sạc Vin VK. Khá là nhiều những dòng này thì vừa nghe gia đình vừa làm sân khấu sự kiện. Mà là cần clip giới thiệu bản test hoặc giới thiệu em gửi cho. B3 tiếp này. B3 trong kia 4 triệu 8. B3 bát 30 4 triệu 8. Sau đây lần lượt vào cho bác này, Martin này 3 triệu 3 này. Con Martin này là bát 4 bát 25 4 tép nhé, 4 tép. 4 tép bác ạ. Bát 25. Riêng dòng này các bác phang cho em thoải mái luôn nhé. Côn khủng luôn. Côn khủng luôn, dòng này đánh vũ lực luôn ạ. Mọi nhìn chưa? Đánh vũ lực luôn cho bác. Đấy. 3 triệu 3. Bác nào không có tiền cứ rước những đôi này về mà chơi cho em nhé. Phải nói luôn à. Hợp túi tiền, ngon bổ rẻ. 3 triệu 3. 3 triệu 3 đôi này đây. Nẹp của nó hai bên nẹp mà đấy này toàn nhôm Martin mà đây. Martin Audio. Martin Audio. Đây, nhôm. Con này rất là nặng, cực kỳ nặng. Loa thiết kế theo kiểu loa cong full. Đấy. Về phía sau đây. Đôi này 3 triệu 3. Model của nó là K850. Trợ kháng 8 ohm. Công suất của nó là 300W. 300W, độ nhạy 95 dB. 8 ohm. Okay. Đây cọc loa, hai lỗ thông hơi phía sau. Đấy. Dòng này các bác có thể chơi vũ lực được. Đấy, nhà bác nào mà có phòng nó to thì lấy những đôi này về nó có thể chịu đòn mạnh khá lớn cho bác. Sang đến đây. Đôi này là đôi B3. B3 có mức giá 2 triệu 9. Bát 25 4 tép. Bát 25 4 tép. Tất cả hàng bãi hết bác. Con này còn gân vải tầm. Con này màng gân vải tầm dầu bác nhìn này. Phân tần của nó đây. Con này gân vải tầm dầu các bác. Con này phang thì phải nói luôn là riêng con này nó chịu chịu tải còn mạnh hơn cả con B3 này, nó chịu lực. Con này chịu đòn còn tốt hơn cả con này cơ. Tại sao nó lại tốt hơn? Bởi vì con này gân vải, con này gân gân mút, gân cao su nên là nó, nhưng chất bát của con này thì nó sẽ ra nó mềm hơn. Nhưng con này lại chịu được mạnh, bát mạnh hơn. Đấy. Đôi này có mức giá 2 triệu 9. Đó là đôi B3 này. B3 2 triệu 9, bát 25 4 tép. 2 triệu 9. Này. B3 212. Ok chưa? Con này đôi này 2 triệu 9. Sang lên đây, đó là đôi loa đến từ đất nước Anh Quốc. Godfather gì đấy? 820. 820 bác ạ. Con này con 820. Nó báo công suất thật luôn nhé, 120W công suất thực của nó đấy ạ. Trở kháng 8 ohm. Hàng Anh Quốc England. Godfather đây. Đấy bác nhìn này. Con này sơn của nó sơn nhám nhá. Sơn sần nhám. Cái tấm lưới, bác nhìn cái tấm lưới, cái tấm ê căng mặt trước của nó dày này. Nó nhìn chưa? Nó làm nó khác hẳn luôn nhá. Ok chưa ạ? Phải nói là quá chất lượng. Godfather được thiết kế với lại một bát và hai tép dom hai bên. Cái đôi tép dom này các bác bán bây giờ nó cũng tiền triệu một đôi này. Tép dom này. Tép dom này. Tép dom của Anh Quốc có nhìn nhé. Godfather luôn. Model của tép là 0315H này. Đây cũng bát đây. Bát của nó đây ạ. Bác nhìn chưa? Đấy, bác nhìn này, dòng này nhé. Dòng này phân tần của nó bác nhìn nhé, phân tần nó còn như loa nghe nhạc luôn. Ok chưa? Đấy. Này. Con này màng giấy nhưng màng giấy của nó là giấy nhăn. Nhăn. Màng giấy nhăn. Bốn triệu tám đôi này bác nhé. 4 triệu 8 hay bao nhiêu đây? À 4 triệu 3.
Số 3 chứ không phải số 8. 4 triệu 3. 4 triệu 3. Chứ không phải là 4 triệu 8. 4 triệu 3. Nhìn số 3, số 8 giống nhau. Tôi mà bỏ số 4 đi. Cho các bác 39 cho nó sướng. Mình sẽ tưng tưng thì... 39 cho sướng bác nhá. Khỏi phải 43. 39. 39 nhá. Đó, nó sướng cho nó sướng. 3 triệu 9. 3 triệu 9 ạ. Ok chưa? 3 triệu 9 này. 2 triệu 9 này. 3 triệu 3. 3 triệu 3. Còn đây nữa, sang đôi B3 này. À, đôi B3 này là đôi B3 bát 30. 4 triệu 8. Bát 30, 4 triệu 8. Đây là đôi B3 full bát 30. 4 triệu 8. Còn dòng sạc pin Vega này thì là dòng loa cao cấp rồi, toàn kèn với củ kèn nỉ thôi. Dòng này thì 18, 19 triệu, 19 triệu, 18 triệu, 900 thì gọi 19 triệu. Củ kèn sạc pin Vega. Con này vừa nghe vừa hát, ok. Con trên này nó phi vây nữa này. Con phi vây này có cả bát, cả trục và tép nữa cơ. Lưới của nó nhá, lưới zin luôn ạ. Lưới zin quá nhá. Lưới zin hết đấy. Đấy, đang kéo nó ra để. Đây, bát 40, một chung, một kèn. 18 triệu 800. Đấy, có tiền các bác cứ chơi những loại này đi. Khỏi phải nghĩ. Chấm hết, khỏi phải nghĩ luôn. Ok chưa ạ? Chấm hết luôn ạ. Đấy, B3. Còn con B3 bát 40 này thì bán rồi. RCF này. RCF này cũng 4 triệu 8 nhé. RCF bát 30, một kèn 4 triệu 8. À, còn đây là loa kéo karaoke. Con này có bản test cho bác rồi. Mức giá 5 triệu 6, con này là bát 50. 5 triệu 6 bao ship nhé. Còn nếu không muốn bao ship thì bớt đi 200. Đây 5 triệu 6 bao ship ạ. Đây con bát 50. Con kia là bát 40. Bát 40 là dòng này là 4 triệu 8 bao ship. Bát 40 bác nhá. Không có bát 30 đâu, bây giờ em không lấy bát 30 đâu. Bát 40, 4 triệu 8 bao ship. Cho nó thoải mái cho bác. Còn đây là con súp sạc pin này. Sạc pin. Con này con loa đồng trục này, bác nào chơi con này mới đỉnh nhất. Đỉnh là đỉnh con này, bởi sao nó thiết kế gọn. Một bát 40 nhưng đồng trục hết trong này luôn. Con này loa Pháp ạ, loa của Pháp luôn. Con này 17 triệu 900, bát 40, loa đồng trục của Pháp. Loa Pháp, 17 triệu 9. Loa Pháp bát 40 bác nhé. Dòng này karaoke gia đình chỉ cần chỉ một đôi duy nhất. Còn sang đây con phi vây này đã có bản test rồi đúng không ạ? Đấy. Rồi, hẹn các bác ở clip sau.